Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft bị Simon siêu cấp. Và ở tập trước mình rất là bất ngờ luôn các bạn ạ, vì mình đã sở hữu được một Pokemon huyền thoại đầu tiên ha. Đó chính là Kyurem ở hình dạng God. Wow, và hôm nay nhất định là chúng ta phải cùng Kyurem đi quẩy một trận mới được. Hy vọng là chúng ta có thể gặp được những đối thủ đáng gờm và luyện tập cho những Pokemon của mình. Ngoài ra thì trong thời gian giữa hai tập, mình cũng đã mở rộng khu vực này và đằng kia đang có một cái khung đó các bạn. Mình đang dự tính là chúng ta sẽ có một cái khu vực nó rộng rãi hơn để mình ở. Chứ mà mình ở trong cái tàu ngầm hình Maki Cap này ngoài thì cũng không ổn các bạn ơi. Nó bắt đầu chật lên rồi đó. Vật liệu xây dựng thì ở đây mình cũng có khá là nhiều thạch anh mình đào trong thời gian giữa hai tập, cũng như là mấy cái hắc diệm thạch và bê tông thôi. Chắc là mình sẽ tranh thủ mình xây lẹ rồi chúng ta còn bắt đầu lên đường đi thu phục thêm Pokemon ha. Ở cái phần đế phía dưới này nè là mình đang tính thay hết bằng hắc diệm thạch đó các bạn. Tiếp theo là tới phần tường thì mình sẽ thay bằng những cái thạch anh để có màu trắng nhìn cho nó đẹp hơn. Xong cái phần khung rồi thì bây giờ mình chỉ cần ốp vào những cái khối bê tông màu xanh nước biển đó thôi các bạn, là chúng ta đã có được cái phần tường cho cái trung tâm Pokemon của mình rồi. Ê, nhưng mà không biết có ổn không trời. Sao mình càng xây mình càng thấy nó cấn cấn á các bạn ơi. Nhưng mà thôi, để mình xây cho xong cái đã, rồi xíu nữa cấn chỗ nào á thì chúng ta sẽ sửa chỗ đó hết các bạn. Riêng cái phần nóc á là mình chơi nguyên khối luôn ha. Bình thường thì còn chế tạo mấy cái cầu thang đồ, nhưng mà không. Lần này mình sẽ thử không dùng cầu thang mà dùng hẳn khói để coi coi có ổn hay không ha. Mình chỉ mong là nó đừng có bị dị hợm quá thôi các bạn ơi. Thấm thoát thôi được, cũng hai đêm trôi qua và thánh thần thiên địa hội ơi, cái trung tâm Pokemon của mình sao lạ vậy. Nhìn nó độc lạ quá các bạn ơi. Trời đất ơi, thôi kệ, để ít ra nó cũng bự hơn cái chỗ này các bạn. Méo mó có đỡ không á. Mình sẽ tạm thời làm cái chỗ này là cái nơi cư trú thứ hai của mình. Ôi trời ơi, chưa gì đã có bạn gái, thấy vậy bạn này có gu thẩm mỹ cao nè. Được á, bạn vô trong đi. Tôi quý lắm tôi mới cho bạn vô chuyện ăn tăng gia cái trạm Pokemon của tôi á nha. Rồi được, trong thời gian giữa hai tập mình sẽ bắt đầu chỉnh sửa thêm á để cái trạm hay là cái trung tâm Pokemon của mình nó sẽ đỡ phèn hơn các bạn. Giờ nhìn nó phèn quá. Rồi, tạm gác qua chuyện đó. Giờ chúng ta sẽ tiến thẳng tới khu vực bên này để mình làm thêm mấy cái bóng chứa các bạn ơi. Hôm qua thì mình đã rất là may mắn luôn khi mà mới làm cái dust spawn thôi là đã chinh phục được Kyurem God rồi các bạn. Hôm nay thì mình đang muốn làm thêm, đó chính là Heavy Ball. Để coi coi với Heavy Ball thì chúng ta có thể chinh phục được những cái loài Pokemon gì mới hay không ha. Và cái này thì để chuyên bắt những Pokemon hạng nặng luôn cơ. Thành thử ra là mong là chúng ta cũng sẽ gặp được những Pokemon hạng nặng ha. Tiếp theo thì mình sẽ làm Fast Ball. Cái loại bóng này thì để bắt những Pokemon có tốc độ cao á các bạn. Quá nhanh quá nguy hiểm đâu á, kiểu kiểu vậy. Đó, mình sẽ làm để coi được bao nhiêu Fast Ball ha. Một stack. Ok, tương đối ổn. Cho vô đây để cho nó đập ra ha. Ê, nhóc cua này lạc trôi vô ha, trung tâm Pokemon của mình. Tới số cưng rồi, Hakamo luyện cấp cho cưng luôn. Mình sẽ cho ẻm chiến đấu một xíu ha. Ok, bởi vì Hakamo hiện tại đang bị thoạt cấp một xíu. Ồ, đây có một bạn nữ ghé qua cái khu vườn African của mình luôn nè. Ok, cấp 35. Ủa sao bạn này là hình như bạn bên kia hả ta. Ồ, được, hợp lý. Đói này vừa sức với Hakamo các bạn ơi. Xoa đen trước đi ha. Đấy. Ây da. Ôi, Pokemon của bạn nữ này đẹp đó. Trời. Ủa, ok. What, đánh cái đòn gì mà tự nhiên Hakamo mình đi vô trong luôn nghe. What the heck. Rồi. Ok. Kỳ gì ta. Kỹ năng của Melotic khá là bá đạo ha. Ok, nhưng mà không sao, vẫn không cản được Hakamo đâu. Ơ kìa nữa rồi. Ui. Ê khoan. Lugia xuất hiện ở cái vùng biển này. What the hell. Kìa các bạn ơi, đang bay trên bầu trời kìa. Chạy.
không có đánh nhau với bạn, không có chiến đấu với bạn nữ này nữa. Ghé qua đây coi coi. Wow. Ui nhưng mà Lugia này nhìn lạ vậy các bạn ơi. Ở nhà mà huyền thoại cũng tìm tới nữa nè. What the heck. Thôi được, mình sẽ cưỡi Charizard bay lên cái đã. Ui các bạn có thấy Lugia này xịn sò không? Mình thì thấy hơi bị xịn luôn nha. Được được được, kèo này sẵn tiện mình test sức mạnh của Pikachu Unite luôn coi. Ok, khiêu chiến. Ê, thành công rồi. Đây là Lugia Fusion các bạn ơi. Là một dạng kết hợp giữa Lugia và một Pokemon khác. Nhưng mà các bạn có hình dung được Pokemon mà hiện tại đang kết hợp với Lugia không? Mình chưa có hình dung ra nha. Nhưng mà nói chung là khá là đẹp luôn. Rồi, Pikachu Unite, tấn công. Ôi, không có rỉa được nhiều máu lắm các bạn ơi. Căng rồi. Ôi, Lugia còn hồi phục nữa kìa. Bây giờ trời trời trời, giật giật dưới đây. What the hell, what the hell. Sử dụng đòn Inferno, sau đó thì tấn công nè. Haha. Dùng cái đòn Inferno gây hiệu ứng bỏng cho Lugia Fusion luôn rồi các bạn ơi. Như vậy thì có rỉa máu sẽ nhanh hơn đây. Ngon ngon. Bồi thêm một đòn hơi thở rộng đi. Ok. Thêm một cái nữa. Mình nghĩ có rỉa như vậy là đã đủ rồi đó các bạn ơi. Đánh một hồi nữa là căng đó nha. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu tung bóng chứa. Bây giờ đang là ban ngày nên là mình sẽ tung Ultra Ball ha. Sao tự nhiên cung lắc dữ vậy. Trời ơi. What the hell. Lugia hồi phục máu nhiều vậy. Úi dồi. Không được không được. Hồi phục máu, hồi phục máu cho Pokemon của mình cái đã. Mình sẽ thử đưa Lapras ra trận luôn coi. Rồi, dí theo Lugia lẹ. Oh shit, here we go again. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Đổi địa hình chiến đấu đi, vô cánh rừng này chiến đấu chắc sẽ ổn hơn là ở giữa biển các bạn. Hồi nãy thì mình đã cho mấy thành viên khác ra trận rồi. Ôi trời, Lugia Fusion đang múa cơ. Bây giờ mình sẽ cho Á thần Tyranitar của mình. Hôm qua mới tiến hóa các bạn ơi. Bữa nay cho ra trận liền á. Liệu rằng Tyranitar sẽ cấu rỉa máu rất là tốt luôn nha. Được ấy chứ. Tiếp tục nào. Tyranitar. Ơi. Hả? Knock out luôn Tyranitar rồi. Wow. Bá đạo vậy. Rồi, không thể khinh thường Lugia Fusion được nha. Ok. Cái đòn Water, ổ lộn, Hydro Pump của Kyurem cấu rỉa rất là tốt rồi các bạn ơi. Mình sẽ bắt đầu tung Ultra Ball đi. Tại hiện tại trên người mình chỉ có Ultra Ball thôi. Hy vọng là vẫn ok ha. Nhưng mà có vẻ là Ultra Ball bây giờ khó lòng mà chinh phục được Lugia lắm các bạn à. Trời đất ơi, 50 quả đó mình sẽ chơi ha, sạch xanh xanh với Lugia Fusion luôn. Quá là đẹp mà. Phải cố lôi kéo về đội mới được. Đợi trời tối thêm xíu nữa chúng ta sẽ dùng chiến thuật Death Ball thần thánh á. Mình nghĩ chỉ có nước dùng Death Ball thì sẽ dễ chinh phục Lugia hơn đó các bạn à. Không biết các bạn có đồng quan điểm với Lộc không? Ok, trời sắp tối rồi. Giờ đang màn hôm các bạn ơi. Ê, trời. Lugia đã dùng kỹ năng hồi máu siêu cấp mạnh luôn kìa. Không sao, mình sẽ cho Kyurem tấn công lại. Đây nè. Ui, mình nghĩ quả tiếp theo mình nên tung là Dust Ball là hợp lý rồi đó các bạn ơi. Trời tối rồi. Ok. Ui, Lugia cứ hồi máu hoài à. Khó chịu thật á. Đó, còn 10% máu thôi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tung Dust Ball thôi nào. Trời đã tối, Lugia Fusion cũng đã yếu máu ớt kìa. Rồi, lại hồi máu nữa rồi. Cay thật. Chắc là còn dùng Dust Ball thêm một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ reset trận đấu ha. Được đi, được đi. Please. Oh no. Thôi. Làm lại. Hên quá. Vẫn còn đảm bảo an toàn cho Lugia Fusion. Ủa? Ở đâu rồi? Ê! Oh no! Lugia biến mất ngay trước mặt mình luôn. Vậy là quá thật mình không có duyên với Lugia Fusion rồi. Tiếc ha. Trời, hình dạng nó đẹp thiệt luôn các bạn ạ. Mà mình quá là nhỏ luôn. Phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Ok, trở lại cái chỗ làm bóng chứa của mình nè. Mình đã có Heavy Ball với cả là Fast Ball rồi ha. Ở đây thì chúng ta còn dư mấy cái nắp Ultra cũng như là Dust Ball.
bay về căn cứ cũ và chúng ta sẽ bắt đầu kết hợp lại để tạo ra những cái bóng chứa hoàn chỉnh á. Sau đó thì đi phục thù thôi các bạn ơi. Không biết là mình còn may mắn gặp lại Lugia hay không nè. Mình nghĩ là khó các bạn à, hiếm lắm mới xuất hiện gần nhà mình. Vậy mà không chinh phục được, không có gì phải buồn hết các bạn à. Số nhỏ thì chịu thôi chứ biết sao giờ. À mà quên. Hôm qua cái trứng á các bạn, mình nhét lộn vô cái rương. Trời ơi, làm tưởng đâu mình dục tầm bậy tầm bạ chứ. Thế nên là bây giờ mình sẽ đó đợi cho trứng nở và để coi trứng này sẽ cho mình Pokemon gì đây. Trứng này cho mình Trapin các bạn ơi. Lừa rồi. Đâu số mình nhỏ chưa, trứng 15 km mà vậy đó. Không hiểu luôn. Trước khi đi tiếp thì mình sẽ nghiêng nghía cánh rừng này coi Zacian huyền thoại hôm qua chúng ta gặp á có xuất hiện lại không các bạn. Qua giờ mình cũng canh me canh chua mà không thấy gặp lại. Chắc là xuất hiện ở xứ khác rồi. Nếu vậy thì thôi, chắc chúng ta sẽ lên đường đi khám phá ở một nơi xa xôi hơn á. Mong là sẽ thám hiểm ở những vùng đất mới và gặp được những Pokemon mới nữa. Greninja mà lại xuất hiện ở cái vùng đồng bằng. What the... Nani? Ui không, đây là Iron Ninja các bạn ơi. What? Là một hình dạng khác của Greninja. Được. Với kẹo này, mình sẽ thử cho Pikachu Unite của mình ra quẩy luôn ha. Hơi căng đó các bạn ơi. Xa mình thấy có Pokemon gì, cái cánh chà bá lửa luôn kìa các bạn ơi. Wow, cái vùng này buổi tối xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ vậy. Iron Ninja đã tấn công trước rồi kìa. Nhưng mà không sao, Pikachu của mình đã làm Iron Ninja tê liệt rồi các bạn. Quá đã luôn. Giờ thì chúng ta sẽ tung Dust Ball. Giờ buổi tối tung Dust Ball hợp lý các bạn ơi. Gì Ui. Mà có vẻ Iron Ninja cũng không phải là dễ xơi đâu các bạn à. Nên là mình còn phải kiên trì hơn mới được á. Ui sao mình còn thấy Pokemon gì giống Cinderay lắm kìa các bạn à. Wow, đã nhiên. Lẹ nào, chinh phục Iron Ninja lẹ rồi chúng ta quan bển tiếp tục chinh phục Pokemon còn lại nào. Ui, trời sáng luôn rồi. Chuyển sang Ultra Ball thôi các bạn ơi. Ý, được luôn rồi. Wow. Vậy là chúng ta đã có được Grand Ninja ở hình dạng Iron Ninja các bạn ơi. Nghe nó hơi cấn á. Nhưng mà Pokemon Cinderay đằng kia đã biến mất rồi. Vậy là chúng ta chỉ tìm được Iron Ninja thôi. Wow. Và các bạn thích Greninja ở hình dạng này hay là hình dạng căn bản hơn? Nè, hình dạng này nè. Mình thấy Greninja bình thường cũng có nét đẹp riêng á. Và Greninja này cũng có nét đẹp riêng á. Để coi. Mình vẫn có thể cưỡi được nè. Bay được luôn hả? What the... Greninja bay được các bạn ơi. Ảo thật đấy. Wow. Ít bay. Rồi ở đây có boss luôn nè. Được. Hồi phục máu. Quên, coi hệ cái đã. Mình mới phát hiện Iron Ninja mang song hệ nước và thép. Các bạn ơi, kiến thức mới nha. Rồi. Ở đây, có Biribot hả? Càng á, với kẹo này mình sẽ cho á thần của chúng ta ra trận ha. Tiranita. Ê, kì đây, đi chỗ khác. Tôi đang khiêu chiến boss nha. Đừng khịa tôi lúc này nha. Ok, để coi kẹo này Tiranita sẽ... Còn chưa kịp tấn công nữa các bạn ạ. Giờ tới lượt của Charizard trả thù cho Tiranita nào. Ok, vẫn còn cơ hội phản đam các bạn ơi. Này thì ha, Biril nè. Ủa? Nhưng mà sao thiêu đốt không? Ui dồi. Ngọn lửa của Charizard có vẻ không thấm thía Biril cho lắm các bạn ạ. Eo. Mình sẽ thử sức mạnh của Iron Ninja mới về đội luôn coi. Sao kỹ năng nhìn lạ ta? Mình thấy kỹ năng nhìn hơi lạ các bạn. Nhưng mà không sao, quan trọng mạnh là được.
Ok, tiếp tục nào. Ira Ninja. Ý, một đòn nữa. Ngon. Ê, vẫn có cửa chiến thắng nha. Quick attack. Này thì, ôi trời, không knock out được rồi. Hên. Đây sẽ là lượt cuối cùng cho Ira Ninja kết thúc. Yay, chiến thắng rồi các bạn ơi. Wow, hên. Tưởng đâu pha đó thua luôn rồi chứ. Uầy, hôm nay hơi bị bất ngờ nha. Trời đất ơi, lần đầu tiên mình cưỡi Reninja mà bay lên trời các bạn. Hơi bỡ ngỡ một xíu. Đấy, chỉ cần chúng ta tích cực đi khám phá, đi tới những vùng đất mới các bạn, là mình sẽ có cơ hội gặp được những Pokemon siêu cấp mới à. Ê, trong cái đen này mình thấy có một Pokemon. Đây là Pokemon hệ gì đấy? Hệ điện và hệ thường. Wow, được ấy chứ. Thôi, hồi nãy Tyranitar đã không được thể hiện nhiều đúng không? Lần này mình sẽ cho Tyranitar ra trận lại. Ok, đối đầu với Heliolix. Để xem động đất à của Tyranitar có thể gây được nhiều đam hay không đây. Ôi, nhưng mà sao đồng đội của mình, trời ơi, chưa gì đồng đội của mình đã knock out trơn rồi. Mới có... Đây chưa phải là cái đen 5 sao mà đã khó như vậy rồi. What the hell. Một mình Tyranitar phải gánh tem các bạn ạ. Cố lên, đồng đội gán knock out đi. Rồi ok, thành công rồi. May quá. Chúng ta đã có thêm được kẹo cũng như là kẹo Dynamax ha. Thử bắt không? Ok, thử nhân phẩm nè. Ý, được chứ. Được luôn nè. Ngon. Nhân phẩm của mình bắt đầu dần trở lại rồi đó các bạn ạ. Yeah. Và coi thử coi Heliolix còn có thể tiến hóa chứ. À, hình như Heliolix hết tiến hóa rồi các bạn ơi. Ok, sẵn tiện đang ở vùng này chắc là mình sẽ đi khám phá lâu lâu hùng một xíu ha, để tìm kiếm thêm những Pokemon mới lạ các bạn ơi. Mình bắt đầu hứng thú với cái vùng này hơn rồi đó nha. Cái quần đùi gì vậy trời. Đây là Pokemon bự nhất từ trước tới giờ mà mình gặp các bạn ơi. Mèn đét ơi. What the heck? Đây, đây cái tên của em nè. Đây là Snorlax nhưng mà ở cái dạng Unite. Hả? Kinh khủng khiếp ghê luôn á. Hakamo của mình hiện tại đang chưa được luyện cấp nhiều lắm nè. Ui da, trời. Khiêu chiến chưa? Mình muốn khiêu chiến với Snorlax. Nhưng mà không biết. À đây, khiêu chiến ở đây. Mèn đét ơi. Snorlax. Phiên bản siêu to khổng lồ các bạn ạ. Làm nhẹ vuốt rồng trước đi. Được không? Ok. Cũng có rỉa máu nhưng mà không đáng kể lắm các bạn ơi. Vuốt rồng thêm một cái nữa coi. Ây da, trời ơi. Ui, cái thân hình to đùng này mà hút Hakamo mình thì còn gì của nhỏ không? Thôi. Đổi sang em nào vậy ta? Iron Ninja đi. Mới về đội mình luôn nè. Rồi, mình zoom vô mình kiếm Iron Ninja của mình mới được. Đây. Có chút xíu đó mà đánh Snorlax siêu to khổng lồ. Chịu nổi không? Rồi, tấn công nè. Ui, tình thế đang dần áp đảo rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Ây da. Mình có nên tung bóng chứa liền không các bạn? Cái này là mình nên nghĩ là dùng Heavy Ball nha. Bự như vậy mà không dùng Heavy Ball là hơi bị uổng luôn á. Ok, được hay không? Được không? Nope. Ui da. Thất bại rồi, lần đầu thất bại rồi các bạn ơi. Thử thêm một lần nữa. Mình nghĩ là chắc lần này sẽ được. Nope. Ui, vẫn không được. Thôi đó, cái thân hình đồ sộ gì mà dùng Heavy Ball không được ta. Vô lý vậy. Cái này chắc là cỡ 10 tấn á các bạn ơi. Trời đất ơi, Heavy Ball mà không chứa nổi thì không biết bóng nào mới chứa nổi á. Rồi, mình sẽ kiên trì và dùng thêm vài lần nữa các bạn ơi. Đấy rồi. Cuối cùng cũng đã chinh phục được Snorlax Unite khổng lồ rồi các bạn ơi. Đồng thời Hakamo cũng đã tiến hóa các bạn ơi. Một công đôi chuyện luôn. Và bây giờ em đã trở thành yes Gomo các bạn ơi. Học được kỹ năng hệ đồng mới luôn nè. Trang bị cho em liền.
Nice. Chưa. Hồi phục lại cho cái combo nè. Sau đó thì mình sẽ coi thử Snorlax. Anh thằng ơi. Mèn đất ơi. Bự lắm các bạn ơi. Ôi da, trời ơi. Bự tới mức mà. Thôi đừng có đi theo anh nữa. Mình phóng xa xa. À, Snorlax cứ đi theo mình hoài à. Nè, mặc dù mình đang cưỡi Snorlax nhưng mà thật ra là bây giờ mình đang ở dưới mông của Snorlax á các bạn. Trời đất ơi. Đây là Pokemon duy nhất mà mình không bao giờ thấy được cái mặt các bạn à. Toàn thấy cái mông không à. Yêu. Đưa em vô trong coi, mình sẽ coi hệ. Ủa cái em này không biết mười mốt mình Dynamax lên nữa thì em sẽ bự tới mức nào đây trời. Chắc nổ máy tính mình luôn á. Hôm nay mình lại phát hiện ra được một cái bí mật động trời nữa rồi. Pokemon khổng lồ. Nữa thôi. Được rồi. Có một Snorlax khổng lồ là quá đủ rồi. Trời ơi còn xuất hiện thêm một Snorlax chà bá lửa bên kia nữa kìa các bạn. Đó, coi cái tướng đi kìa. Khủng khiếp thiệt chứ. Ấy. Wow. Ui, ở đây có một Pokemon trông rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Đây là Noivern. Wow. Nhưng mà Noivern này hình dạng nhìn lạ vậy. Màu đen thui thù lùi luôn. Xa còn có Salamence nữa. Nhưng mà Salamence này là Salamence Fusion. Ôi. Mình biết rồi, đây là Salamence live với Ho-Oh các bạn. Các bạn thấy cái hình dạng này có giống màu sắc của Ho-Oh không? Cái cổ rồi nè. Wow. Hay nha. Mình sẽ thử khiêu chiến coi. Ok. Salamence đấu với Charizard. Ai sẽ giành chiến thắng đây? Ui da, Charizard bị tấn công trước các bạn ơi. Nhưng mà không sao. Hơi thở rồng đã làm choáng Salamence rồi. Trời ơi, mặc dù mình chưa có chinh phục được Ho-Oh các bạn, nhưng mà chinh phục được một Pokemon có hình dạng na ná Ho-Oh thì cũng ok nha. Động lực nha. Cố lên Charizard ơi. Một cái nữa. Ok. Cấu rễ rất là tốt rồi. Ui da, chắc phải cho Charizard vô trong nghỉ ngơi các bạn ơi. Đưa Iron Ninja ra làm tăng cơ đi ha. Rồi, trong lúc này mình sẽ bắt đầu tung bóng chứa thôi. Để xem lúc đang bị choáng như vậy tung bóng chứa có dễ bắt hơn hay không. Ê, mình sẽ thử dùng Heavy Ball ha. Nãy giờ mình chưa có dùng Heavy Ball bắt được Pokemon nào hết trơn á. Không biết là với Salamence dùng Heavy Ball có ok không nữa. Mình sẽ thử tầm 5 lần ha. Đây rồi. Yeah. Học được kỹ năng mới cho Charizard luôn nè. Ok, chúng ta sẽ đưa Salamence Fusion. Đây là dạng kết hợp hình như là giống như làm Ho-Oh các bạn. Ra ngoài coi thử ha. Nhìn khá là đẹp luôn á chứ. Đây. Nhờ cái phần màu ở phía trên nè, ngồi vòng cổ mình mới nhận ra Ho-Oh á trời. Cái đuôi cũng na ná Ho-Oh nữa nè. Rồi, ôi mà quên coi hệ ta. Nếu mà kết hợp như vậy thì wow, Salamence sẽ có thêm hệ lửa các bạn ơi. Đã nghe chứ. Còn đây là Pokemon gì đây? Iron Ball. Wow. Nhìn lạ vậy ta. Lại một Pokemon độc lạ các bạn ơi. Ê được. Test sức mạnh của Salamence Ho-Oh luôn các bạn ơi. Ôi dạ. Rồi, Iron Ball tấn công trước luôn kìa. Đừng có trách. Salamence nóng tính nha. Tấn công nào Salamence Ho-Oh. Đó, đốt cái nhẹ. Tiếp tục nè. Thêm một lần đốt nữa đi. Ok, thổm. Rồi, tới đây thì chắc mình sẽ thu phục Pokemon Iron Ball này luôn ha. Wow. Có một khu vực thôi các bạn mà mình tìm tới hai Pokemon đặc biệt luôn. Ôi, được luôn rồi nè. Hên vậy. Ê, mình vô luồng may mắn rồi đó. Và có rất là nhiều boss ở đây nha. Nhiều Pokemon mới quá. Ghiết đồ hình mình toàn Pokemon độc lạ Bình Dương không à. Ok, mình sẽ đưa mấy em này ra. Rồi chúng ta đi đánh boss luôn. Beedrill hả? Đâu rồi, Beedrill đâu? Rồi, mình sẽ khiêu chiến với boss Beedrill các bạn. Kyogre tạm thời mình đem vô trong đi. Đưa Snorlax ra ngoài.
Để cho cấp độ đừng có ghét quá các bạn ơi. Tiếp tục là Salaman ha. Để xem. Hy vọng là không bị one shot. Ok. Và ngọn lửa của Salaman thốn chưa kìa các bạn ơi. Nửa cây máu rồi. Tuy nhiên thì chắc là Salaman không trụ nổi thêm một hit nữa. Hơi tiếc ha. Nhưng mà không sao, đó là cái đà. Giờ mình sẽ đưa Iron Vault vô ha. Để xem. Iron Vault có thể chống chịu rất là tốt trước Biriel các bạn ơi. Và còn gây được một lượng đam nhất định lên Biriel nữa nè. Chiến này thì Biriel to xác cũng xác định rồi. Thấy Iron Vault nhỏ nhỏ vậy thôi các bạn. Nhưng mà cũng khó chịu lắm nha. Tấn công một cái nè, sắp rồi. Trời ơi. Pokemon mới về đội của mình sắp đánh bại được boss Ultimate luôn các bạn. Gánh tem cực mạnh. 2% máu cuối cùng. Mình hơi tham. Mình muốn cho Tyranita ra trận quá để lấy kinh nghiệm á các bạn. Ê. Ok. Vậy cũng thắng được nữa. Quá tuyệt. Ảo thật đây. Vì đây là rồng thế nên là mình hoàn toàn có thể cưỡi Salaman và bay lượn rất là khỏe các bạn ơi. Wow. Ba cháy thì chứ. Ok, ở đây còn có làng nữa nè. À, mình sẽ đáp xuống làng cái. Ghé vô cái cửa hàng của dân làng ha. Sau đó mình sẽ shopping tí các bạn. À hả? Ủa? Ủa, đây không có người bán hàng. Oh no. Trời ơi. Mình có một ít đồ mình tính đem vô làng bán các bạn kiếm vốn nhưng mà không được rồi. Trong làng thì không ai giao nhiệm vụ cho mình á. Su cà na vậy. Chắc mình phải cưỡi Salaman Fusion đi tiếp à. Hả? Way. Trời ơi. Có duyên ác gặp lại các bạn ơi. Không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Ok. Nếu mà đã có duyên như vậy thì hãy về đội của nhau đi chứ. Ok. Mình sẽ bay chặn đầu Lugia một xíu. Bình thường là chúng ta phải lắp cái chuông ngồi đợi các thứ thì mới hên xui triệu hồi được Lugia ha. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã có duyên tới mức gặp được Lugia Fusion thì ngại gì mà không chinh phục lại ha. Hồi nãy là xui thôi, bây giờ Lugia đã gặp lại mình, hy vọng là chúng ta sẽ may mắn hơn và chinh phục được Lugia Fusion cực kỳ đẹp này ha. Nhưng mà khoan, dùng Salaman Ho-Oh có vẻ không ổn áp lắm các bạn ơi. Hồi nãy mình quên đem Pikachu ra nữa. Nhưng mà không sao, mình sẽ nhờ Iron Vault mới về đội của mình cũng được. À, dùng kỹ năng hệ độc đi. Đấy. Mình là người chơi hệ tùm lum mà. Dùng kêu xà lơi gì đó, thấy vậy chứ cũng cứu rỉa máu ok nè các bạn ơi. Bây giờ đã tới lúc để chúng ta tung bóng chứa. Và mình sẽ ưu tiên dùng Dustborn. Ừ, đúng lúc trời tối luôn các bạn ơi. Dùng Dustborn chắc sẽ ok đây. Ui. À, tí nữa thì được. Ôi dồi, Lugia đã nóng giận rồi. Oh no. Mình sẽ đổi sang Fastball thử xem. Ừ, Fastball là một loại bóng mà hôm nay chúng ta mới chế tạo luôn nè. Dùng thử luôn coi. Ây, có vẻ là vẫn không ok. Chắc mình vẫn quay lại với Dustball quá. Khi nào hết Dustball thì chúng ta mới chuyển sang Ultra Ball và Fastball ha. Còn Heavy Ball thì chắc không thích hợp với Lugia lắm các bạn ơi. Ủa kìa, sao kỳ vậy? Ủa, mình đang tung bóng chứa mà. Sao tức quá à. Mặc dù gặp lại Lugia nhưng mà mình vẫn không chinh phục được Lugia các bạn ơi. Cây ít hai thì chứ. Ui, đây là Caesar Cyber các bạn ơi. Wow, thử nào. Heal Rare, cấu rỉa máu của Caesar Cyber nào. Cố lên, cố lên. Trời ơi. Hiện tại Caesar của mình chưa tiến hóa được các bạn ơi. Nên là bây giờ mình mà có Caesar thì sắp tới ngon luôn. Chúng ta có thể mang Caesar đi quẩy được liền luôn ha. Thế nên là lần này mình sẽ phải tranh thủ chinh phục cho được Caesar Cyber mới được. Hôm nay cảm giác là mình nửa hên nửa xui các bạn à. Mỗi lần mà chinh phục Pokemon huyền thoại là mình xui liền à. Còn chinh phục mấy em Pokemon siêu cấp khác thì mình còn nhân phẩm được một xíu. Ôi trời trời trời, tưởng đâu được luôn rồi chứ. Đang quảng cáo cái nhân phẩm mà gì chết luôn rồi.
Không sao, mình sẽ kiên trì tung Ultra Ball tiếp các bạn ơi. Mình nghĩ Seesaw sẽ không quá khó chinh phục đâu. Mình đang có niềm tin là Seesaw sẽ sớm về đội của mình coi. Nè, tiếc nè. Wow. Vậy là bây giờ trong đội hình mình vừa có Seeder và vừa có Seesaw luôn ha. Và test thử coi Seesaw chúng ta sẽ có hệ gì đây. À ha. Mang xong hệ bọ và thép các bạn ơi. Triệu hồi ra nè. Chúng ta cùng ngắm luôn á. Đấy. Các bạn thấy Seeder siêu chiến binh á có ngầu không? Mình đã thấy cực kỳ ngầu luôn nha. Ác chiến chưa? Quay mình cười nhìn cũng ngầu nữa các bạn ơi. Đảo à. Rồi đây là Pokemon gì đây? Pokemon Silen. Hay sao các bạn ơi? Thôi được. Test sức mạnh của Seesaw luôn á. Đây là Kilea. Wow, wow. Mình sẽ test thử Metal Cloud chẳng hạn. Vuốt thép nè. Ui, knock out luôn. Dữ dằn vậy. Ui. Có vẻ là Seesaw hơi bị mạnh nha. Hợp lý á, để dành đi ăn hiếp mấy Pokemon cấp thấp được nè. Bây giờ cái đội hình Pokemon của mình các bạn toàn là Pokemon siêu cấp không luôn á. Nhưng mà trong đó đã có 4 Pokemon chúng ta chinh phục được trong ngày hôm nay rồi. Chắc bù qua sớt lại quá, không chinh phục được huyền thoại Lugia thì chúng ta chinh phục được nhiều Pokemon siêu cấp. Thôi coi như đó cũng là một cái an ủi đi ha. Hả? Lại gặp Lugia kìa các bạn ơi. Quá tam ba bận thiệt nè. Ổng lẽ hụt hoài sao? Lần thứ ba rồi đó. Đầu tiên mình sẽ cho Iron Vault của mình. Đó, cấu rỉa máu Lugia Fusion liên tục luôn ha. Ok, Lugia đã thấp máu. Ok, lại hồi phục máu rồi. Kỹ năng Recover của Lugia bá đạo quá các bạn ơi. Hồi phục cực kỳ nhiều luôn á. Không có nhây nha. Nhây 2 lần là đủ rồi, nhây gì 3 lần như vậy. Mình sẽ spam Ultra Ball tới khi nào mà không còn khả năng thì thôi các bạn ạ. Được thiệt kìa các bạn. Wow. Thành công rồi. Oh my god. Không ngờ linh cảm của mình lần này là chính xác rồi. Yo. Sau 2 lần thất bại lúc trước thì bây giờ lần thứ 3 chúng ta đã thành công mang về Lugia Fusion. Trời đất ơi. Mình sẽ đưa Lugia ra để chúng ta ngắm ha. Ôi gò. Đẹp quá các bạn ơi. Và vẫn cái câu hỏi hồi nãy, mình sẽ đố các bạn đây là Lugia kết hợp với Pokemon nào nha. Ê, mình có dư cục kẹo nè. Cho Lugia ăn đi. Ok chứ. Ủa, không ăn được hả? Ok. Ok, cho ăn thành công rồi. Yeah. Và mình có thể cưỡi Lugia rất là dễ dàng á. Đây. Ê, mà để coi coi Lugia Fusion sẽ mang song hệ là tiên và hệ điện á. Ồ. Đây nè, kỹ năng Recover hồi nãy là hồi phục đúng khó chịu luôn á các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại thì chưa có kỹ năng nào tấn công hết. Ây da. Bây giờ đúng kiểu là tăng cơ vô hồi máu tới khi nào mà chinh phục được đối thủ thì thôi các bạn ạ. Yeah. Tưởng chừng hôm nay là fail rồi. Nhưng mà may quá, chúng ta vẫn chinh phục được Lugia vào cuối ngày các bạn ơi. À, ở đây thì có một con thuyền. Ok, mình sẽ xuống dưới coi thử. Ui. Lại chứa cá, các thứ mình ngán cá dữ lắm rồi. Ây da. Dưới này thì sao? Sao mình nghi cũng có cá đâu quá. Chứ gì nữa. Ý, thôi đi ngủ luôn. Vậy tính ra trong ngày hôm nay á, mình chinh phục được cả một cái đội hình Pokemon. Toàn là Pokemon mới siêu cấp các bạn ạ. Đầu tiên là Lugia Fusion. Phải mất 3 lần thì chúng ta mới chinh phục được nè. Tiếp theo là Snorlax. Nhưng mà hiện tại Snorlax mình... Dạ, mình thả ra không biết cách nào luôn á. Bự lắm các bạn ơi. Đó, chả bá lửa gì đó. Trời đất ơi, choáng hết chỗ rồi, bự hơn cái nhà mình ở nữa. Thôi mình sẽ cho em vô trong đi. Đặc biệt chúng ta còn có Ed Ninja. Nhưng mà đây là phiên bản Iron á. Các bạn thấy hình dạng này như thế nào? Mình thấy cũng tương đối là đẹp á nha. Rồi, chúng ta còn có Salamence kết hợp với Ho-Oh. Trông cũng rất là đẹp mắt. Và không thể thiếu đó chính là Seesaw Cyber cực ngầu. Và cuối cùng là Iron Ball.
Pokemon này thấy vậy thôi chứ nãy giờ cũng lập nhiều chiến công lắm các bạn ơi. Và trong những Pokemon mình chinh phục được ngày hôm nay thì các bạn ấn tượng với Pokemon nào nhất? Mình thì ấn tượng với Snorlax nha. Trời đất ơi, lần đầu tiên mình gặp Pokemon mà bự chả bá lửa còn hơn những Pokemon mà được Dynamax luôn á. Mười mốt mình mà Dynamax, Snorlax lên không biết to có nào nữa các bạn ơi. Nghĩ thôi là thấy đáng sợ rồi. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày tuy hơi bất ổn nhưng mà cũng rất là vui vì có rất là nhiều Pokemon mới về đội. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình Pixelmon đầy thú vị này. À, mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lockroot hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Bye bye.